mày đẹp lắm ý. Em công nhận là chụp với toàn hoa hết, đẹp hết. Hôm nay mày cứ sắm sửa bét là nhè đi, đến lượt tao trả. Hai đứa mình chọn. Ừ, cái này xin đi, một đôi mày ơi. Mày ơi thanh toán đi. Ôi mày lượt được cái này à? Mày đùa tao đấy à? Chả hiểu sao mày dẫn tao vào cái shop mà đồ maximum 60 cân mặc vừa, trong khi bạn mày 80 cân. Bạn mày 80 cân. Mày nhìn này, đây đây, cái váy tao vừa chọn đây này. Đẹp quá, màu ương quá, mày nhìn người tao đi. Đây. Nó không vừa vào meo tao mày ạ. Nó vừa đúng cái vòng cổ này này. Đấy. Đồ bên em không vừa với chị này đâu ạ. Thế á, sao lại không biết? Cái đồ ta mới đổ. Nhỏ đồ nữa thanh toán lần này nữa. Thế mày được bao nhiêu bộ? Xuân xuân có 95 bộ thôi. Xuân xuân có 95 bộ thôi. Xong rồi đốt 5 cái nữa đi cho tròn trăm. Cái này xinh này. Thôi, đằng nào mày không có vừa đâu. Vừa với cổ mới thôi. Tao lấy nước. Em ơi, thanh toán cho chị nhá. Bà chị thanh toán cho chị nào. Dạ. Ôi, quá chị ơi. Cái đi thẻ đen vừa đi em. À, chị thật là một người bạn tốt. Chị biết mà. Không. Ai sẽ nói chị thế. Em không nói chị. Hả? Em nói chị này không. Chị ấy, mình về tắm đi nhá. Lại tắm. Người chị mịn màng thông tho trắng như này. Hơi dơ, tính hơi bẩn. Ý là bẩn đấy, tính bẩn đấy. Cầm đồ về tao đi về trước nhá.